tìm hiểu trên mạng ha. Cái này là phẫu thuật lớn mà mình phải tìm hiểu chắc chắn chứ. Và em mới liên lạc, em tìm hiểu, em hỏi kỹ. Và em làm Macau, em xin phép về để mà cải thiện được. Em thường bị người ta cười em cái mặt méo, em mặt cảm tự ai lắm. Em tin rằng là ở đây sẽ làm đẹp lại vậy.